Dịch vụ giao hàng đang tăng mạnh trong thời điểm này khi các quán ăn nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện không đón khách tại chỗ để phòng chống dịch Covid-19. Lượng shipper đông khiến đơn hàng làm không xuể, có những đơn phải chờ cả tiếng đồng hồ nhưng trong mùa dịch, thượng đế vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên ghi nhận của phóng viên cho thấy, các shipper vẫn chưa tuân thủ 5K khi khoảng cách giữa người đứng vẫn quá gần. Khi nhận tại các con phố chuyên ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội như Duy Tân, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã đóng cửa, chỉ bán mang về. Nhu cầu khách hàng đặt đồ online tăng vọt vào khung giờ cao điểm, khiến lực lượng giao hàng cũng phải chạy hết công suất mới kịp giao cho khách. Trong một buổi sáng, mỗi shipper có thể chạy được từ 7 đến 8 đơn hàng hoặc nhiều đơn hơn tùy khoảng cách giao nhận. Thay vào đó, thời tiết nắng nóng, mọi người cũng gọi ra đồ ăn nhiều hơn nên trung bình một ngày trừ chi phí xăng xe, ăn uống, có thể kiếm được khoảng 400-500 000 nghìn đồng cho công việc này. Thời điểm này, măng cụt bắt đầu vào mùa. Bên cạnh những trái măng cụt chín đỏ thơm ngọt mọng nước có giá dao động từ 45 đến 80 000 đồng một kg thì loại măng cụt vỏ còn xanh ruột giòn, vị thanh mát hơi chua nhẹ lại được nhiều người lùng mua. Đáng chú ý loại quả này còn có giá vô cùng đắt đỏ, lên tới 480.000 đến 650.000 đồng một kg. Ruột măng cụt xanh thường để dùng chế biến làm gỏi. Để làm gỏi ngon, không chọn quả non hay chín quá, mà phải chọn những quả da xanh nhưng đã đủ độ già. Và có vết xám vừa độ chín tới thì măng cụt bên trong sẽ có độ giòn, vị ngọt chua vừa phải, chắc thịt, có vị chát lạ miệng. Đặc biệt khi hái quả phải gọt vỏ và quản ngay, nếu để chậm 1-2 ngày, măng cụt sẽ chín không làm gỏi được. Sau mỗi năm chỉ có một mùa kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 6 nên thời điểm này, nhiều người tranh thủ đặt mua để được thưởng thức những trái măng cụt xanh ngon nhất. Chuối là loại quả phổ biến thường được chọn để bổ sung dưỡng chất cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên không phải bất cứ thời điểm ăn chuối nào cũng có lợi, ăn tùy tiện đôi khi còn gây phản tác dụng. Chuối là thực phẩm tốt cho sức khỏe giàu dinh dưỡng. Trung bình trong 100g chuối có 89 calo, 75% nước, 1,1g protein, 22,8g hydrate, 12,2g đường, 2,6g chất xơ và 0,3g chất béo. Tuy nhiên, chuối chính kỹ có khả năng sản sinh lượng lớn nhất các yếu tố hoại tử khối u TNF bằng cách kích thích sản xuất bạch cầu, TNF giúp chống lại sự gia tăng các tế bào bất thường trong cơ thể. Chuối chín kỹ cũng được đánh giá hiệu quả hơn gấp 8 lần trong việc cải thiện chức năng của bài cầu. Thời điểm ăn chuối phụ thuộc vào nhu cầu, song tuyệt đối không nên ăn chuối khi đói. Chuối là nguồn cung cấp kali, chất xơ và magie dồi dào. Dù vậy, có nhiều lý do không nên ăn chuối khi bụng đói. Do lượng đường trong chuối khá cao, nó có thể cung cấp cho bạn năng lượng tức thì, song nó cũng có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức sau vài giờ.